Hello, xin chào mọi người. Hôm nay xin mời mọi người cùng Vân ngắm hoa phượng tím nha. Tháng 6 ở California đúng lúc mùa phượng tím nở rực trời khiến cho bao trái tim si tình phải xao xuyến. Ở Mỹ, hoa phượng vĩ tím được trồng nhiều ở miền Nam Cali, Florida và nhiều nơi ở miền Tây Nam. Hoa phượng tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Phượng tím là một loài cây gỗ lớn cao từ 10 đến 15 mét, tán lá tỏa rộng từ 7 đến 10 mét. Nhưng cành lá thưa, lá phức bao gồm hai lần lá kép nên khi không có hoa, cây trông tương tự như phượng vĩ, nhưng vào mùa nở hoa thì trổ nhiều hoa hơn. Tháng 6 ở California chính là thời điểm mà mùa phượng tím rực nở, tím cả một góc trời. Hoa có hình ống dài từ 4 đến 5 cm, từng chùm màu tím, hình chuông, cánh hoa mềm mại, dễ bị dập nát, không hề giống hoa phượng. Mùa hoa nở kéo dài khá lâu, có thể từ 4 đến 6 tháng. Cây thường được trồng làm cây cảnh ven đường và trong các công viên, nhưng tác dụng cho bóng mát thì kém vì tán lá quá thưa thớt. Khi hoa rụng, trên mặt đất sẽ có một thảm hoa màu tím khá là bắt mắt và tượng như một cái bức tranh đẹp lãng mạn ở trong những câu chuyện cổ tích. Đây là mùa hoa phượng tím thứ hai mà Vân được ngắm nhìn. Năm nay thì được ngắm kỹ hơn và được quay lại để mà chia sẻ với mọi người. Hoa phượng tím này á, có trái thì khi mà người ta nhặt và lưu trữ lại thường dùng để mà trang trí trên những bàn tiệc hay bên cạnh những cây thông trong mùa Giáng sinh. Trái thì có màu nâu của gỗ, rất là đẹp. Cảm ơn mọi người đã cùng Vân ngắm hoa phượng tím lãng mạn này nha. Và màu tím là tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt và không kém phần lãng mạn. Xin chúc cho tất cả mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, bên gia đình của mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ những video của Vân trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.